Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Sự cố bất ngờ khi tham gia trò chơi trên không. Một sự cố đã xảy ra tại trò chơi trên không ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội hai ngày qua, một trò chơi vòng quay cảm giác mạnh đang vận hành thì bị đứng yên nhiều phút, khiến nhiều người chơi đang ở tư thế lộn ngược đầu trên không đứng hình một thời gian giữa trời nắng, khiến ai xem cũng hoảng hồn một vài bình luận hài hước của cư dân mạng để lại game này có một mạng thôi lạng quạng xung hợp ông bà game mạo hiểm ghê chưa mấy khi được tắm nắng thì thử độ mạo hiểm kịch khung thôi mà lâu quá không hoạt động liên tục nay quá công suất nên đứng vương trâm này là rớt răng nước miếng chứ nghĩ rớt nước mắt không dám cho con đụng mấy trò này nguy hiểm quá tự nhiên lại được chổng vó lên trời phơi nắng Năm rồng là phải bay lên không trung. Chổng mông lên trời thế kia có mà tăng sông. Mấy người ở trên chắc máu dồn lên não ào ào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.